quét vừa rồi là nhà cháu là mất nhà, mẹ thì trôi mất, tìm từ người khác, bố thì nằm viện đúng không, cấp cứu thì anh thấy vậy thì anh cũng kêu gọi các mạnh thường quân đấy, thì giúp cho em viên gạch đau xi măng để thêm chắc vào được làm nhà sau này nhé. Thì đây là tổng là mọi người góp cho em là 4,2 triệu đúng không, 4,2 triệu này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, trao tận tay cho các cháu. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, vâng đúng rồi, bác Quang nhé. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 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 100
sạt lở hôm sáng ngày 29/9 đấy. Sách của các mạnh thường quân thì, dạ. Đọc luôn. Thì ấy nhá. Đọc luôn. Đọc lên cái này. Đọc tên đi. Đọc tên lên cho người ta. Tí đọc sau, tí video đọc sau. Bây giờ em cảm ơn. Em cảm ơn đi. Cảm ơn các cô, các chú, các mạnh thường quân. Các mạnh thường quân đã có những quan tâm, chia sẻ với gia đình cháu. Cháu cũng nói gì hơn. Cố gắng nhá. Sao đọc lên chắc cho người ta luôn. Nhận lên này. Bây giờ tí thì em chị đọc hộ em. Bây giờ em chỉ quay thôi. Đấy chị đứng đây chị đọc. Ừ, em chỉ quay thôi. Đấy chị đứng đây đọc đây. Không không không. Nào. Chị đọc thử, chị đọc rất nhắc lại một lần cho khỏi nhầm Lê đi. Lê Vân là Thế Úc Lê Hồng Vân đúng không? Đúng rồi. Hàm Yên Tiên Quang 1.300.000. Trần Thị Hồng Tân Quang Bắc Quang Hà Giang 200.000. Đỗ Thị Miên Facebook là Đỗ Miên Tân Quang Bắc Quang Hà Giang 200.000. Hoa Cỏ Mùa Xuân Nguyễn Thị Bích Hà Nội 100.000. Nguyễn Thị Thảo Tổ 12 Trần Phú Thành Phố Hà Giang 1.000.000. Facebook Giang Hà Đỗ Thị Hà Tân Quang Bắc Quang Hà Giang 100.000. Facebook Thơm Nguyễn Cơm Phở Hải Thơm Hồng An Bắc Quang Hà Giang 200.000. Phương Toàn Phạm Phương à? Phạm Phương Toàn, Facebook Phương Toàn, Phạm Phương Toàn, Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang 100.000. Nghiêm Phượng Phương, Nghiêm Thị Phương, số nhà 149, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội 300.000. Dung Nguyễn Tổ Lâm, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang 200.000. Đỗ Tấn Lợi, Facebook Lợi Đỗ Tấn, Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang 300.000. Đỗ Thị Xuân, Facebook Đỗ Thanh Xuân, Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang 200.000. Tổng tất cả 4.200.000. Vâng. Cắt đi.